con lê 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 hôi. Con bánh ít đúng rồi. Ta trên lớp bụi cây ta chơi mày. Con bánh ít. Hí, ta đang bơi. Quý này ngu quá. Ủa phải bánh ít không hay con vịt ông nội? Con bánh ít hay con vịt? Thôi bỏ đi. Quay quay thôi. Ăn với ít kiểu à. Đang bơi. Cái sợ mình nó bơi không? Bánh ít con ít á. Chứ không phải vịt đâu. Vịt nó khác. Đâu rồi, để em zoom lại coi. Đâu rồi ta? À, tuốt bên đây. Ăn bên ít nữa các bạn. Rồi, một con ngon ghê lặng này. Nó lên giờ á. Quỷ nó thấy mình đứng trong đây, nó không dám vô luôn, nó đứng ở giữa luôn. Có cái lặng, ờ à, ghè đây nè. Lặng ở bên đây rồi nè. Vô trong đây á hả? À, hai con nè. Lặng nữa kìa, lặng nữa kìa. Lặng trong kia tìm thấy mẹ luôn. Nó hai con, nó thấy cưng không? Cái tầm này mà bắn không trúng mới lạ đó. Hả? Rồi gần xịt à. Nhìn đúng cưng luôn à. Như con mẹ con á. Ừ. Một con đầu đỏ. Ừ. Đi đi theo không à. Bánh ít này hay còn gọi là con le hôi nha các bạn. Tiếu. Chắc hai vợ chồng với hai mẹ con gì. Nó không dám vô, nó sợ mình bắn á. Hồi vô đi, tao đâu không bắn mày đâu ông nội ơi. Cái đầu màu đỏ đó. Lặn nữa rồi. Còn con này con bánh gì? Bánh chưng. Bánh ú. Bánh ú à. Ờ, đi sắp tới cho bạn. Nó bơi vô gần rồi nè anh Đăng. Đó, hai con hồi ngộ rồi. Hung nhau mới chết chứ. Rồi thêm con cu bay lại nữa nè. Trời ơi, trời ơi. Ý, đâu con nữa. Con cu. Tin dây điện con nữa hả? Ná thì ở đây. Mà chim thì ở đây. Giờ sao ta? Trên đây nữa hả? Bắn con này trước hả? Con này đằng kia còn con. Con này gần hướng trước. Chết mẹ tao. Ô đứt dây. Càng cột dây nó càng về nhiều các bạn. Trên kia con, đây hai con. Ở trong kia con nữa kìa. Trời là trời. Cái cột dây xong nó bay hết. Sao con kia đang lại ngồi bay thêm dây điện con nữa kìa các bạn. Ba con. Bên đây hai ba con đang gáy nè. Thế là trời. Hồi nãy thì gặp hai con bánh ít. Trời ơi, tin được không hả? Thiếu à. Rồi tao cột chung xong rồi nè, giờ mày sao? Ba con. Con kia. Nhỏ xíu à. Bây giờ em bắn nè. Hai con cụ. Mày hả con? Một con. Từ từ. Con em hết. Con em hết. Hốt đó. Trúng đích. Bay luôn rồi. Còn con xa kìa.
với lại ở dưới cò nhiều á. Non thì nó dễ, được cái cắt thì nó không có ngán con nào á. Cò chơi dễ chơi. Sống mà mới bắn mà anh sống. Bắn chim cho test đòi gì nữa à. Anh đã có chim để bắn luôn hả? Mới bắn này hay còn đi bay này ngang đầu quá rồi. Nhìn đi em biết ông còi gì đi vô đó dữ vậy. Ông nội kia cũng đi bắn chim luôn kìa, đằng kia có na thủ luôn. Cậu vô với con cháu nãy đó, nãy mình thấy con cháu mà không bắn. Thì nó thấy mấy con chim bay ngang rồi. Máu mẹ con. Nước liền sợ gì. Anh gì điện á. Đâu rồi. Anh gì điện á. Mày hả con. Ngu. Rồi chết rồi nha các bạn. Ê nó có cái điểm tựa. Nó tựa chở luôn kìa. Thấy không. Rồi lộn, xem tổ rồi. Xem tổ chưa? Xem tổ chú rồi. Đâu rồi? Từ đất luôn hả? Ôi chú. Đâu rồi ba? Bớt giỡn đi chứ. Ôi nó xuống tuốt dưới luôn rồi. Đâu? Hả? À đây à. Đây nè. Đây mẹ em ơi. Đâu rồi? Đâu? Đó. Đó. Mẹ. Ok, em làm đi. Nhưng mà leo hay sao? Tròn qua đi. Tròn qua đi. Để em giữ cho. Rồi tròn chút. Coi chừng gai nó đâm chim nha. Đây kia. Rồi bắn cái bả dính dây điện luôn à. Đâu bạn. Chảo này chảo đồ trắng. Xiên luôn á đặng. Cưng ghê không? Đó. Anh đưa đích vô đây, bên kia em chịu đứng bên đây. Ủa con kia nó dí con cò thấy ghê ha. Dí tới bên luôn. Đây, mình có mồi. Anh Cường chưa có mồi. Đang cầm quay cái chim bay hắn vô đua mà quay được cái. Ngon đó. Ủa cò quá trời luôn kìa. Kiến nè. Gỗ kiến nữa bạn. Ôi nó bay rồi. Bắn đi cho anh Cường bắn. Cường thấy rồi. Gỗ kiếm nha, cưng nha. Lên tiếp. Còn con kia. Ừ hay vậy. Mới bắn cò hả? Ừ con cò nó có bay nó quay lại. Hay quá anh Cường. Rồi. Đâu ra? Lụng rồi. Đâu rồi? Treo trên cây kìa. Ô là dính trên cây rồi. Ô anh Cường mới bắn đường cò hả? Em ơi. Cò này nhỏ đúng không? Anh Cường bắn đường cò nữa các bạn. Tuyệt vời. Bắn cho nó rớt xuống đi. Từ từ nó rớt. Nó còn dính chỉnh. Nhưng mà treo à, đi luồn vô lấy kìa anh Đạt. Ừ biết rồi nhưng mà chưa rớt. Nó rớt giờ à. Ủa sao chân nó bám chắc vậy ta? Nhiều khi mấy pha vậy bắn hoài không rớt. Để em. Ủa anh Cường thấy con cò hay vậy. Em chạy ngang là con cò nó ngay nè. Nhảy lên hả? Kìa kìa như con đó đó. Chạy ngang. Rồi. Rồi, mình bắn rớt con. Anh đang vô lùm mà dùng. Ôi rớt sao cái chân nó còn bám được hay á. Hồi nãy em chạy ngang con cò nó ở đây này. Ngay đây. Nó bay qua kia anh lại đi anh bắn hả? Im. Đường cò im. Lẹ anh Đăng ơi, bên kia. Ừ. Đi. Ôi đằng này cái tóc đẹp trai đó. Hả?
Cái con gỗ kiến này nó hay vô ổ chim sâu, nó ăn thịt chim sâu con á. Con này cái con này con mổ vào đầu đúng không? Đúng rồi, con mổ vô đầu nè. Nó với ai? Con này là con hay mổ vô đầu ăn thịt mấy con chim khác đấy hả? Đúng rồi. Nó đó. Xem về mình bắn nó là đúng rồi. Ê cái đít màu đỏ là đẹp ghê không? Hay có cái nào? Về chơi. Mình lên đường tiếp. Trên cột trụ đèn kìa. Bấm quay chưa? Rồi đang quay. Đang quay đúng không? À. Cái ngói này hả? Rồi anh nhìn được rồi. Còn con nữa đâu? Còn con nữa bay hả? Còn con đâu tặng? Còn con đây nè các bạn. Đúng chưa? Nè các bạn, một cua ngói nha, chúng đâu rồi ta? Cũng hàng chúng xiên người. Rồi cất kìa. Lên đường tiếp nè. Em chạy vô em bắn nó chứ. Ba con đó. Đứng ngoài uống. Mấy cái nhỏ này. Cung trên quá trời nè các bạn. Ôi té lông rồi. Bay kìa. Lông bay quá trời luôn kìa. Thế là chơi lông bay nè các bạn. Nó lông còn bay đó thấy không? Ôi giời. Kỳ vậy. Ăn lông. Có tay. Ừ. Làm phát. Hả? Làm phát tè lè lông mà. Ừ. Cơm. Cơm này cũng dí. Cũng ngói. Mẹ cũng ngói mà. Không thích nó. Em bắn cười ghê á. Đi chúng dây điện. Ghê không ghê không? Ghê chúng dây điện là thấy ghê đúng không? Vì chúng dây điện là ghê rồi. Rồi đang quay. Hút nó. Mày. Rồi cũng ráng bay. Ra ngoài. Thôi. Bỏ đi anh. À. Vô nhà người ta. Nó còn đậu dây điện. Không, nó còn đậu dây điện. Không được bây giờ á. Đậu dây điện kìa các bạn. Thống đạn rồi, con này từ từ rớt à. Đạn người ta. Xỉn rồi, xỉn rồi. Xỉn rồi. Không mất. Mày dưng mặt. Rồi con đó lụm được á. Mắc. Ôi trời ơi. Phải có một con cung nữa là cái chỗ con nó đứng á. Thích quái nào. Lâu làm được ba đéo lụm được. Anh cứ để em làm việc của em. Okay. Em đã thấy cái mục tiêu. Đó, anh thấy chưa? Cục mũi xanh lè đúng kìa ông nội. Cho ông này qua đi. Hay lắm. Rớt rồi sói ơi. Cầm đi. À lụm giùm em anh Đặng. Bôi cá. Mình xuống vùng nuôi cá mình phải bắn bó cá chứ. Bên trong kia nhiều cò luôn. Anh Đặng chơi lớn luôn hả? Anh Đặng ơi coi chừng nó mấy cây này nó xước chân anh Đặng. Giữ cái quần nó nát mất cái quần. Bước chân nhanh nên đừng có đi tì xuống là nó lún sâu hơn anh Đặng. Đấy. Từ xa đấy. Tới rồi. Yeah. Đó trong một chiếu nữa. Đó. Đi nữa đúng rồi, trước mặt anh. Đấy con màu xanh, nguyên con màu xanh này.
bẩn á. Anh ném mấy cái cây ra được. Ném mấy cái cây. Nó thân thiện lắm mày. Thân thiện lắm, gặp người lạ tới ra chào hỏi liền. Cái xích lên kia chỗ cái cầu có chỗ rửa chân. Thôi, đừng có rửa. Lát nổi tiếp. Đúng không Đặng? Kinh nghiệm là không nên rửa chân đúng không? Chiếu con lội nữa. Đây, thành quả của núi nó bắn và hy sinh vô cùng to lớn. Lùm thủ. Lùm thủ chết chưa? Không biết trúng đâu không? Trúng lưng à. Trúng lưng anh cường. Thôi đi tiếp nha các bạn. Đi. Lùm thủ. giống anh chó mà đái không chủ trời. Một em cu cường. Ý gì tung lông rớt không mày tính bờ à ấy bài đập vật nó đau à rồi xong em đi xa quá. Ê tảo xuống rồi nhưng mà nó quá xa không có rớt đâu mà chịu hết nói rồi. Ờ đâu cái kia bay luôn rồi chứ. Ê con nó bắn sao lụm? Được. Ừ. Được. Coi chụp quá nha. Rớt cu rồi các bạn. Bịp bịp nữa bạn, mắt đỏ âu, con này dài. Bắn cu cường rớt tiêu luôn. Bắn là một chuyện mà lụm mới khó. Rất thẳng đuột luôn các bạn. Không thấy bỏ anh Đăng ơi. Lũi mất tiêu rồi. Được rồi. Đừng được nha các bạn. Đồng đội quá đỉnh. Thấy chưa? Lại thách bạn. Ông thắng mình bắn nữa các bạn. Bình thường bắn đâu rớt đâu, cứ thách là rớt hả? Số anh Đằng nhỏ thiệt. Bắn xa rồi xa luôn hả? Từ đây vô tới cây kia mà. Trúng đâu ta? Rồi trúng cánh nữa. Trúng cánh xuyên người, xuyên vô. Xuyên người vô luôn, chết luôn. Rồi đi tiếp nha các bạn. Bắn pha cảm giác thiệt. Xa ghê luôn. Các bạn, thành quả hôm nay đi săn của anh em tụi mình là một cò, một cu ngói, chè mấy anh chị nhỏ. Rồi, hy vọng mọi người thích chuyến đi của anh em mình nha. Nếu mà mọi người thấy hay thì có thể ủng hộ mình một like và một subscribe để mình có động lực ra những video tiếp theo. Rồi, cảm ơn mọi người nha.